Trong tin tức Mekong hôm qua, quý khán giả về U Minh để săn vọt rừng. Và thời điểm mùa sa mưa dông cũng đã đốt bà con ở lâm phần rừng tràm bắt đầu nghề đặt dớn. Những bà con thạo nghề chia sẻ về dụng cụ này, chỉ cần vài chục mét lưới, bỏ công trà, mày ít giờ đồng hồ là cho ra một dụng cụ đánh bắt hữu dụng. Nhưng đặt nhẹ cả hay không thì còn tùy vào kinh nghiệm. Phần lớn bà con xứ rừng đều có từ 1 cho đến 4 cái giớn được bố trí khá bài bản dưới tán rừng. Giớn của bà con đặt xuyên suốt từ mùa nắng đến mùa mưa. Mùa nắng thì được kéo lên chỗ cạn, còn mùa mưa thì di chuyển giớn ở một địa điểm thích hợp khác. Riêng người đặt phải có kinh nghiệm và chọn địa thế, địa hình phù hợp, sao cho đúng hướng di của cá thì mới chín được nhiều. So với cái lú thì lượng cá tôm có thể thoát ra ngoài được, còn giớn thì một khi vào thì không thể thoát ra được. Giớn chủ yếu dính được một số loại như cá lóc, cá dày, các loại rắn, lươn. Huyện U Minh nổi tiếng với rừng tràm bạc ngàn, nghề gác kèo ong hay trồng chuối. Đặt giớn cũng là nghề thu nhập hàng ngày của bà con xứ rừng U Minh.